Song Thủy xin kính chào ông bà cô chú và các anh chị đang xem kênh Song Thủy Vlog nha. Cả nhà ơi, hiện tại thì Song Thủy đang có mặt tại thành phố Phan Thiết, Bình Thuận. Thì sáng hôm nay cũng có ở Bình Thuận nên là trước khi mà đi di chuyển qua tỉnh khác thì hai chị em sẽ ăn buffet tại khách sạn luôn cho nó tiện để mà cái hành trình của mình không có kéo dài thêm. Thì hôm qua thì không có lên clip. Vẫn còn kéo dài hơn chứ. Hôm qua không có lên clip nên là sáng này Song Thủy cũng có một cái cuộc gọi của cái chú hỏi là Song Thủy hôm qua là hành trình đi của mấy anh em mình như thế nào, mà sao thấy Song Thủy không có cập nhật được cái clip mà đi xuyên Việt bước hôm qua đó. Thì hôm nay thì Song Thủy cũng muốn là chia sẻ cái hành trình của mình mỗi ngày để các cô chú anh chị, những cô chú lớn tuổi có thể là cập nhật được hành trình của mấy anh em trong những cái chuyến mà đi Tây Bắc để mùa lúa chín đợt này. Thì sáng nay thì chị Diễm mà tối ngủ ngon không? Quá ngon luôn mọi người ơi. Bây giờ đói bụng, ngủ xong rồi rất là đói bụng nha mọi người. Là ở đây thì có khách sạn này, thì mỗi lần mà Diễm ở Phan Thiết thì mình đều ở khách sạn này, nên là đồ ăn sáng ở đây cũng rất là đa dạng nha mọi người. Chào chị. Dạ chào. Hôm qua là ngủ cái phòng sau khi một ngày mình đi bờ biển thì ngủ một đêm rất là ngon giấc, và sáng nay thì được thưởng thức buffet. Ở đây chỉ có khuôn trái tim, khuôn hình tròn. Ủa chị Diễm ăn trái tim hay ăn mình hình tròn vậy? Trái tim nha. Cho em hai trái tim mùa đông đi con. Hai trái tim mùa thu cô ơi, giờ này mùa đông gì. Chị nha. Rồi. Nhưng mà so với các khách sạn mà mình đi thì chị có cái quầy chiên trứng hơi bị chuyên nghiệp luôn ấy. Có cả một cái chảo to luôn nha. Này giống như là một cái nhà hàng mà hàng nhà hàng to á, là người ta sẽ chuyên dụng thì cái bếp bự như vậy để chiên trứng hay kia, hoặc chiên bít tết thì kia. Thì ở đây thì khách sạn ở đây là rất là chu đáo vì chuẩn bị những cái dụng cụ để cho mà có thể là Thủy ăn mấy trứng. Em ăn một trứng thôi. Bây giờ mình chị coi chị chiên trứng xong tới đầu anh em mình sẽ đi một vòng ha. Đi một vòng. Ở đây thì có nước phở nữa này, Song Thủy này. Phở gà hả chị ha, hơi phở bò. Phở gà hả chị? Nhưng mà cô có chị có cái quầy đó ha. Để mình đi qua đây mình coi thử. Ở đây là cái quầy rau củ để mà trang trí lên cho nó đẹp á. Nhìn rất là lịch sự nha cả nhà. Khi mà mình bước vào đây thì có cái nhạc du dương mà do chính sách bản quyền nên là Song Thủy không có đã xin phép bắt nhỏ nhạc lại, chứ mà không có bản quyền là Song Thủy sẽ cháo hả chú? Mở nhạc bình thường. Thôi thế mình đi lấy đồ ăn đi. Có trái tim của mình chưa? Dạ có trái tim rồi. Chị lấy trước cái trái tim của chị đi. Em tí xíu cũng được. Một trái tim và một hình tròn đi. Đây có trái tim. Ê Song Thủy đưa dĩa đây. Trái tim mùa thu. Wow đẹp quá trời. Ui cái này đẹp nè chị. Ui trái tim đi. Lấy thêm luôn đi. Cho em trái này đi. Trả lấy cho. Đó, cho Song Thủy một trái tròn này, mọi người một trái tim một hình tròn nha. Ok. Rồi em cảm ơn ạ. Em cảm ơn chị. Bây giờ mình sẽ đi qua bên kia để một chúc mấy chị em ăn cơm. Em cảm ơn chị. Này mình đi lấy nước chấm ha. Sáng nay muốn ăn nhẹ tí xíu. Nhưng ở đằng kia còn nhiều món mạnh lắm đâu mày. Cái này là tương cà nha, có tương cà, nước mắm, rồi nước tương, rồi tương ớt, nói chung là nhiều cái mà gia vị để mà mình ăn cùng với bữa sáng á. Rồi nhìn chất lượng rồi đó chị Diễm. Ok. Này ăn đừng hỏi ít la nha. Cho thêm miếng ớt. Ớt này em nghĩ không có cay gì mấy đâu. Đây, đi lựa thêm món nha. Đi thôi. Wow, có mayonnaise nữa nè. Kim chi, sốt chắc khu này là khu salad. Wow, salad khoai tây thịt xông khói nè. Rồi kim chi nè. Wow, cái quầy salad này ăn là đã luôn. Cho em xin một miếng này đi. Salad khoai tây thịt xông khói. Đó, mình ăn này nha. Ở đây có mấy cái gánh hàng nhìn dễ thương ha. Nui chiên rồi cũng nhìn bắt mắt. Cái này hình như là có cũng đầy đủ cái để mình trộn á. Cái này là salad dầu giấm. Cái này là bánh bánh tráng nướng.
Wow, cái này là gỏi gà. Hồi nãy nha anh Dũng nó nhắc cái vụ gà, thèm gà đúng không? Có gỏi gà luôn rồi. À, nhưng mà đây là vẫn thiếu sót lắm. Sáng từ khách sạn nhìn ra là thấy gà. Gà đây nhưng mà lại không thấy củ hủ dừa đâu. Chị phải để tí xíu nữa góp ý là cho củ hủ dừa vào menu ăn sáng. Họ cho xin cái hồng thư góp ý. Đây, xong thì cứ đi lấy đồ ăn đi. Em đang làm bánh mì nóng này cho okay. Mọi người ăn. Vậy để em đi một vòng để em coi tham quan nha. Cô để cho con. Coi chừng nóng nha con. Cái này là chả lụa. Chả lụa. Dai ấy. Nhìn giống pate ha anh ha. Còn cái này là... Mời cô cho con trước nè. Đó. Chị đang làm nhìn, cho bé nhịn nhùng cho bé đó. Chị coi chừng khét nha. Từ từ nha chị. Sao mà đúng tự nhiên mới đây lỏng tiêu xuống dưới à? Không thì nó sẽ nóng nên nó giống như của này cô giòn này con cha của con này. Có gì là nó đi một lọt xong rồi nó chạy xuống dưới luôn ha. Đúng rồi cha nóng. Thiếu thịt đấy dễ thiếu thịt đấy. Lấy thịt đem đi. Có thịt xông khói này con. Có xúc xích. Lấy nhiều thịt thấy tự cô nhiên. Này không? Thấy cô như này đầy dĩa chưa? Hai trái tim luôn nè. Đó. Em bé ăn chuyên nghiệp đấy. Thịt xông khói nha, khoái à. Ở bên đây có nhiều món đó nè. Có bánh bao với há cảo. Để em xin một miếng bánh há cảo. Này cho xong hỉ miếng bánh mì nè. Ok. Để ăn với trứng. Nóng không? Cái da chị Diễm nướng giòn giòn. Cái này gọi là bánh bao hấp nè. Còn cái này là há cảo nè. Há cảo thì mình ăn bao nhiêu mình lấy bao nhiêu. Chắc xong thì ăn ít thôi, ăn thử một chút. Nếu mà cảm thấy tí xíu mà muốn ăn nữa thì mình sẽ cắt thêm. Đó. Há cảo hấp nha. Giờ ăn sáng là từ lúc 6 giờ mà mấy anh em là hình như là tới 8 giờ mấy mới xuống nên là đồ ăn cũng vơi bớt phần nào. Mà không có lần nào mà đi mấy khách sạn có hồ bơi mà đi bơi chứ ha. Về là tối hồ đâu có tắm được, sáng thì ngủ nướng tới 8, 7, 8 giờ. Wow, cái này mì xào là ngon nè. Chút xíu nữa ăn caramel làm dĩa đi ngon lắm á. Mì xào rau củ, không có mực nha. Tí xíu thôi mình đi ra biển ăn mực sao. Mì ngon lắm đó anh Dũng. Còn cái này là cơm chiên ngọc bích. Thơm quá. Cơm chiên ngọc bích, ai mà muốn ăn cơm buổi sáng cho nó no bụng á thì mình có thể ăn cơm này. Đó, anh Dũng là đang đi phía sau là để Song Hỷ mở ra cái món nào là anh Dũng thích là anh Dũng sẽ chọn. Wow. Bò hầm rượu vang đỏ. Bò hầm rượu vang đỏ là có rượu nhưng mà không có xỉn nha cả nhà. Sáng sớm mình ăn này không có xỉn, không có quậy. Nhưng mà cái này ngon nha. Hấp dẫn. Hồi nãy giờ là thấy Song Hỷ là điếm sơ sơ cũng mấy chục món rồi đó. Còn cái món này là sườn nướng BBQ. Wow. Cái này sườn nướng BBQ, cái này là người ta nướng rồi, nướng sẵn rồi. Nên tí xíu mình ăn mình sẽ qua bên kia mình hâm. Đó. Còn bên những cái quầy này thì sẽ có là thịt kho tiêu hoặc là chà bông rồi ăn cùng với là cháo trắng hoặc là súp cua. Cháo trắng là sáng ai mà muốn mà đi theo dạng trẻ em hoặc là người lớn tuổi mà muốn ăn cho nó buổi sáng cho nó organic á, bao tử của mình á thì mình cũng có thể là ăn cháo trắng với thịt kho hoặc là bên này có súp cua. Ngoài ra là cái món nước của thực đơn ở đây thì là phở bò. Thì tí xíu nữa thì Song Hỷ sẽ lựa chọn xong. Song Hỷ sẽ ghi một cái tô phở gà để mà ăn cùng. Đó, bây giờ thì chốt lõi là mình đã đi qua một vòng rồi. Thì bây giờ mình sẽ chọn lại nha. Song Hỷ cũng phải ăn mì. Thấy đi ngang lướt ngang thôi chứ thèm lắm. Mì ở đây về lại dạng mì tươi á, mì tươi người ta xào lên á. Bông cải này thì với gì? Cái này là cải rổ. Bây giờ chị Diễm lựa được gì chưa? Thấy được một ít rau củ rồi đấy. Ừ, để tìm thịt. Em
em cũng muốn ăn thịt xông khói thôi, em lấy một mớ em ăn. Thịt xông khói đây là dạng như là bò Mỹ hay sao á, là thịt heo, heo hay thịt bò, thịt heo xông khói ha. Là cái này là sẽ có mỡ mỡ thịt nạc nè, mình ăn đó. Pate, pate nè, ăn thử nó có khác biệt chứ ở pate của ở trong thôn Thủy không? Mình sẽ ăn cùng với bánh mì sandwich. Ở đây có mứt nữa nè, khi mà mình ăn kèm với bánh mì á thì có mứt thanh long nè. Thanh long hôm qua là xứ của đặc sản của Bình Thuận. Đó, thanh long, còn này là mứt đu đủ. Wow, mứt đu đủ lần đầu tiên mà Sông Thủy thấy luôn á. Còn này là mật ong. Ai mà muốn ăn mật ong á thì chấm với bánh mì ăn cũng ngon. Phô mai, bơ. Đó. À, em thấy nãy giờ là em tưởng là một cái tô trái cây nha, nhưng mà không phải, cái này là cà chua bi. Cà chua bi để mình lấy một hai dải trái mình ăn cùng với salad trộn nha. À, salad. Cà chua bi là rất là tốt cho cái làn da của mình, tại vì nó cung cấp vitamin C á. Cái này là sốt cấp tay. Đó, thì buổi sáng thì nhẹ nhàng các món đó thôi, tại khách sạn thôi. Nên là mình ăn cho nó no bụng, rồi tí xíu mình sẽ di chuyển qua điểm khác. Rồi trưa mình sẽ ăn uống trên kênh của anh Phạm Dũng để có nhiều món đặc sản ở những cái điểm mà mình sẽ đi qua. À, bây giờ thì mình sẽ đặt cái này lên bàn rồi làm nước uống để ăn cùng và uống cùng luôn. Còn quầy này là quầy trái cây và quầy cà phê hoặc là pha chế này kia, mình sẽ uống một sáng, mình sẽ lấy một cái ly cà phê ở đây sẽ có là cà phê Việt Nam nè, trà lít tông nè, nước nóng và sữa đặc, đường. Nếu mà ai mà muốn cà phê sữa thì phải pha chế, còn nếu mà muốn uống cà phê mình chỉ cần lấy ở trong này thôi. Thì bây giờ Song Thủy sẽ lựa một cái ly, cái ly để mình làm với cà phê sữa nha. Cái đây là sữa đặc. Sáng sớm là phải có một cái ly cà phê sữa để khởi động ngày mới. Cái này sữa tươi. Wow, sữa tươi. Nếu mà mình uống vừa sữa đặc, vừa sữa tươi, vừa cà phê thì nó sẽ gọi ra là bạc xỉu rồi. Đây, mình sẽ quậy lên nha. Cái sữa đặc này với sữa tươi là nó đã có đường rồi. Giờ mình sẽ để cà phê vào. Ai muốn uống trà sữa thì sẽ để trà lít tông. Còn mà Song Thủy thì ít uống theo cái kiểu mà bạc xỉu á, vừa sữa béo mà vừa có cà phê như vậy nè. Khởi động ngày mới. Và ở đây sẽ có một cái hao nước đá. Mà nước đá là nước đá viên như vậy, viên vuông như vậy nè. Lần trước thì mấy anh em là anh Hải, rồi bé Chim Bản, rồi anh chị Phạm Dũng này kia cùng các ekip thì cũng có ở tại thành phố Phan Thiết. Đợt đó thì Song Thủy không có tham gia, còn ở việc ở quê á, nên là không có tham gia cùng cái đợt đó. Thì cái đợt này là ở tại đây thì cũng là lần đầu tiên đó. Bây giờ thì mình sẽ qua quầy này, xong hãy thấy nó có như là đổ bánh xèo. Em chào chị nha. Hình như là chị đổ bánh xèo này. Bánh xèo này gọi là bánh xèo miền Tây hay là miền Trung vậy chị? Bánh xèo miền Tây đó em. Miền Tây ha. Chị có thể là đổ cho em hai cái được không chị? Được. Em cho anh caramel và anh Phạm Dũng cũng được. Đợi xíu nha. Dạ. 10 phút nữa đó. 10 phút nữa ha. Vậy là 10 phút nữa em sẽ quay trở lại. Tại vì bánh xèo này là phải cái thời gian mình phải chờ một tí xíu á. Tuy là mình đang ở miền Trung nhưng mà mình vẫn được ăn cái bánh xèo của miền Tây. Nhưng mà nếu mà mình chiên vô cái chảo dừa như vậy nó dễ ăn hơn. Dạ. Dạ. Nếu mà mình chiên to quá thì lại phải cắt.
Dạ đúng rồi. Nhiều khi mình ăn sáng ăn buffet phải nhiều món, nó đa dạng món. À, còn bên đây có phở nữa. Phở này là phở gà hay bò vậy chị? Phở gà em ơi. Phở gà ha. À, chị cho em một tô phở gà luôn đi chị. Trong thời gian chờ đợi bánh xèo thì mình ăn phở gà cùng với mấy món kia. Trong này nó ba ngăn ha. Một ngăn nước để đầy nóng, còn hai ngăn là mình đựng nước lèo này. Dạ. Em cảm ơn chị nha. Đây là phở gà dành cho mọi người ăn sáng. Nếu mà ăn hết thì mọi người cũng có thể là gọi thêm hoặc là lấy những cái món khác. Bây giờ mình sẽ di chuyển qua bàn nha. Một ly cà phê sữa và một tô phở. Xong xong. Sáng thì hai chị em làm xương xương. Mời cả nhà ăn sáng nha. Mời cả nhà ăn sáng cùng hai chị em nha. Ở đây đũa, muỗng, nĩa này kia người ta để sẵn trên bàn. Rất là lịch sự. Ở đây thì Song Hỷ có mì, rồi thịt xông khói, gỏi salad, rồi bánh mì ăn với ốp la, rồi bơ, cái này là pate cũng có luôn. Chị Diễm thì ăn cũng cái dĩa này thì cũng... thêm trứng cháo, vài miếng khoai lang, vài miếng bánh xương xương. Orange ăn đi tóc buổi sáng. Mời cả nhà. Mì. Này thấy anh Dũng lấy này là Song Hỷ quyết định là cũng lấy heo luôn. Nhìn thấy mì, cũng thấy mì mì vàng xào rau củ. Đợt này khách du lịch nước ngoài rất là nhiều luôn mọi người. Hầu như là tối giờ mình thấy là toàn cô chú nước ngoài nhiều. Ừ. Cái chuyện. Tối giờ ở ngoài biển có nhạc hội hay sao á. Vui lắm. Ừ. Đứng từ trên cao nhìn xuống mà mọi người nhảy bập bùng vui lắm. Sáng ăn như vậy cũng tiện lợi. Ra giá phòng ở đây thì ở thời điểm bây giờ là đang là du lịch đó mọi người, nên là giá phòng ở đây là 1,5 triệu một phòng. Ừ. Cái này luôn kèm ăn sáng. Kèm ăn sáng. Để khi nó đi mà những nơi mà có buffet ăn sáng ấy, thường sẽ cũng tiện cho anh em mình ấy, đã phải tìm quán để ăn. Đỡ mất thời gian. Mà bữa nay hình như cũng ngày chủ nhật thứ bảy, đi kiếm món ăn cũng hơi khó. Sau khi mà ăn thì mấy anh em sẽ di chuyển ra tỉnh khác. Vì ở nhiều khi mình ở một tỉnh mình đâu ở lâu lâu ngày được, đâu ở 2-3 ngày được. Ừ. Bánh mì nãy Diễm lấy miếng pate ăn ngon ghê. Ừ. Pate em có lấy. Nói chung là đồ đây chất lượng. Nãy có thêm mấy cái trái cà chua, ăn chua chua, nhẹ nhẹ. Ừ. Như nhẹ mà cho tương ớt, vô trứng nè, cái mắt mì. Không có quen ăn ăn dao, ăn dao với gì. Đó. Trứng đỏ Song Hỷ đắp tiêu rồi. Đó. Ui. Bây giờ mình sẽ lòng đào không? Lòng đào. Cái này pate mình chét luôn. Cái này là ăn theo kiểu của Song Hỷ. Ô cũng lấy pate đúng không? Ờ em cũng lấy pate nè. Pate ngon. Em thấy để nguyên một cái quầy pate nhìn hấp dẫn quá.
Mời cả nhà nha. À, ăn mà quên lấy đũa. Được không? Được. Trong này thì hơi sống sống chút xíu. Lòng đào ấy. Lòng đào. Nhưng mà béo. Bắp tê thơm. Bắp tê rất ngon. Ở đây còn có không? Cà phê. Hình như hôm nay không thấy sữa chua nhưng mà được một cái là Diễm thấy rất là nhiều bánh ngọt ngon. Ở đây có bánh da lợn, có bánh khoai mì nãy Diễm lấy mấy miếng nữa nè. Đó rồi còn có cả rau câu nữa. Cà phê thì có cà phê người ta pha sẵn. Hoặc là nếu mà bạn nào mà thích cà phê, quen uống cà phê pha máy thì có thể order riêng, gọi riêng, họ mang xuống, mà tính tiền nha. Vậy là ở trên lầu trên là hình như là em nghĩ là như là có quầy bar hay gì á, quầy cà phê gì đó. Có quầy cà phê nè, rồi có spa, hai ba ở trên lầu nữa. Hồ bơi với rồi được. Ở đây cũng tiện, ngay trung tâm và cũng phía sau là biển. Tối là hai chị em là ở cái khách phòng phòng view so view biển luôn, nhìn ra hướng biển luôn. Sáng hè dậy sớm là có thể làm ngắm mặt trời mọc á, nhưng mà hai chị em ngủ rồi trời mọc rồi dậy. tới lần này luôn mà chưa dậy nữa. Ngon. À, xong Hỷ gọi thêm bún hả? Bún phở. À, mình ăn chén cháo. Rất là nhiều đồ ăn. Nhiều sầu, giòn. Lần đầu tiên mình xong Hỷ ăn lợn. Gọi là gì? Gỏi hả? Salad. Mà có ớt mà ớt là lạc đó, chua luôn. Ăn xong là anh em sẽ di chuyển về hướng Ninh Thuận nha mọi người. Có thể tối nay ngủ ở Ninh Thuận hoặc là Nha Trang. Em ấn tượng nhất là ở Nha Trang. Trời ơi, phát triển dã man, nhiều khách sạn, nhiều cao tầng lắm. Khách du lịch đến đông lắm. Cái này là cam gạo. Tôi thấy chung với bánh bao mà thấy cũng dễ thương, là lấy luôn. Hết một đĩa, chiến đĩa thứ hai. Ở đây bình thường á, Diễm hay đi ăn á thì người ta hay cháo á là có trà bông nè, hoặc là cái trứng muối. Diễm hay ăn trứng muối, nhưng mà ở đây á buffet sáng ngày hôm nay là người ta rất là đầu tư á, người ta kho hẳn một nồi kho quẹt luôn đó để ăn với cháo trắng. Nên là kiểu ai mà kiểu đang mệt mệt buổi sáng á, không thích ăn đồ dầu mỡ này kia thì các bạn có thể gọi một chén cháo trắng thế này. Nếu mà ai không có ăn thịt kho thì ăn trà bông cũng được. Họ kho rất là dễ ăn, nhưng mà cái hương vị kho đây thì sẽ hơi nghiêng, hơi đậm, ngọt ngọt nhẹ một tí cho mọi người. Ngon á. Không phải tranh thủ qua ăn phở hả? Ôi cháo ngon quá. Cháo ngon. Xin nhanh cho Phạm Dũng làm tô cháo. Dũng là đi vậy á, đi lấy cháo hả? Giờ để đi qua bên một tí xíu thử tôi phở. Nhóm hai là nở. Sáng làm dẹ đi còn phải sửa cho cả nhà.
À, đây là pha phin. À, quá im. Mời cả nhà ăn phở. Cái phở này là phở gà. À, cũng phở. Cái gì vừa thôi, nhỏ nhỏ gọn gọn thôi. Cũng không có bản, cũng không có to mấy. Cái mùi cũng nhẹ nhàng, không có nêm đậm như ở miền Tây. Đây là rất là thích hợp để cho mọi người cùng ăn được. Ngon quá, ngon quá. Em làm cơm phở no rồi, vừa bụng ăn khoai lang. Bạn thấy bữa sáng ăn ít mà xương xương 5-7 món. Nhưng mà phở ăn với nước tương này cũng ngon. Thịt gà kìa, mấy thịt gà kìa. Ăn thịt gà là gà dừa dưới á. Sáng ngày hai chị em ngủ dậy nhìn xuống là thấy ở dưới đây xung quanh cái khách sạn là có nhà của các cô chú đây á, nuôi nhiều gà lắm. Dưới gốc dừa á, khả năng là gà này đó. Tranh thủ ăn đi. Dễ mà hầu như là gặp con gà nào là thịt của nó ngon lắm. Nhưng mà xong rồi xong xong thì thử cái bánh xèo miền Trung ở ngoài này. Bánh xèo này là hồi nãy á, Diệm thấy là đổ kiểu là nhân á, rất là ngon, hấp dẫn luôn nha. Nhưng mà ăn buffet sáng rồi có cả bánh xèo luôn ha. Bánh xèo thì chiên như vậy vừa ăn nó không có to quá. Xong hẹo chung hỷ thử đi. Để xong hỷ lấy cái nhân cho mọi người cùng xem, cả nhà cùng xem nha. Ồ, em nha. Đây là có cà rốt nè, giá, hẹ nè, cải tím nè, cải tím nè, rồi thịt sóc hả? Tôi thử xem có khác bánh xèo miền Tây mình không? Làm ở đây là khoai lang này, khoai lang mật hay gì? Khoai lang mật ấy. Ngọt hả? Nên là ngọt với lại là kiểu nó hơi mềm mềm với mọi người. Em cảm nhận ở đây bánh xèo miền Trung á, người ta sẽ chiên nhiều hơn. Còn của mình ở miền Nam của mình á, nó ít dầu hơn, mà cái vỏ nó da nó sẽ giòn quá. Ăn cái miếng thịt nè, công sức người ta cắn cái miếng thịt. Tươi ngon quá nhưng mà giòn. Mắm ở đây làm ăn cũng vừa ăn. Mình ở đây sáng ngày ăn sáng mà thấy là khách ở đây rất là đông nha mọi người. Đây là bánh da lợn. Không thể thử cái đi. Cái này là cái lớp này mình cảm giác là nó xong thì lấy cái nĩa thử một miếng này nè. Cái này là khoai mì nướng nha xong thì còn cái này là bánh da lợn nè. Xong thì muốn ăn cái nào? Thôi em ăn bánh da lợn đi. Sao mình không gọi da heo ha? Bánh da heo, bánh da lợn. Ở thử xem. Ở đây thì em cảm giác là họ làm cái vỏ nó hơi kiểu hơi dẻo dẻo, cứng cứng ấy. Chị Diễm thử đúng không? Ờ đấy, cứ ăn trước đi. Mời cả nhà ăn bánh da lợn nha. Thơm mùi lá dứa à. Được không? Hơi cứng tí xíu. Nhưng mà ở trong giữa này là cái bột đậu xanh á, nó bùi. Mình thơm ăn, hình như có cái dừa nạo ở trong á. Nó giòn giòn ở phía giữa à.
Ok. Bây giờ ăn no xong uống cà phê cho tỉnh táo xong, sau đó là hai chị em sẽ xuất phát lên đường nha mọi người. Tạm biệt, tạm chia tay Phan Thiết. Phan Thiết. Xin chào cả nhà nha. Ở phía sau là bắt rau 500 anh em bò. Hiện tại thì Song Hỷ với anh chị là đang có mặt tại Bình Thuận. Thì khi mà đi đến Bình Thuận thì Ninh Thuận thì mọi người ai cũng biết là Ninh Thuận là có nho Ninh Thuận nè, rồi hải sản Ninh Thuận nè, rồi những cái nơi Ninh Thuận, nhưng mà đặc biệt ở đây là sẽ có bò và cù, là cũng là những cái sản phẩm mà bắt nguồn từ Ninh Thuận. Thì Song Hỷ là đang chia sẻ, nhưng mà mấy anh em là cũng hơi nhiều chuyện tí xíu nên đứng nhìn quá trời luôn. Đó, dễ hơn ha. Em này mắc cười quá à. Song Hỷ có biết câu đau như bò đá không? Đúng, có em có nghe câu đó nên là em đi né né xa xa nè. Đuôi đấy. Nhưng mà bò này nhỏ hơn bò châu đốc ha. Dạ, con bò châu đốc với con trâu của châu đốc nó béo phì. Bò châu đốc là cái gù của nó phải bằng đầu con bò này. Nhưng mà mấy con này thì bò da nó màu vàng ha. Và ở phía xa xa là một cả nhà có thể là thấy những cái đàn cù ở phía đó, nhìn từ mắt thường của mình nhìn rất là đẹp, nhưng mà không biết là qua cái khi mà qua một cái màn ảnh nhỏ thì có thể thấy được cái con cù nó như thế đó không. Nhưng mà Song Hỷ thì thấy rất là thích cái cảm nhận là khi mà mình đứng ở Ninh Thuận với cái thời tiết hơi là nóng, nhưng mà thật sự là mình đi đến đây để mình trải nghiệm được cái thực tế thì rất là tuyệt vời. Và trên đường thì Song Hỷ đi đều cùng có đem những cái sản phẩm của Song Hỷ nha. Và bây giờ thì mấy anh em sẽ bắt đầu là đi tiếp cái hành trình của mình đến biển Vĩnh Hy. Bây giờ thì mình sẽ đi nha, let's go. Bà đã bắt nhìn hoài luôn á. Mặt không cảm xúc. Ở đây chắc mấy cả trăm con bò quá. Hiện tại thì Song Hỷ từ ở Vĩnh Hy là đi qua bên bè để mà ăn trưa cùng với anh chị. Thì chị Diễm thì vào trong để gọi đồ ăn rồi, còn Song Hỷ thì đứng ở ngoài này để chia sẻ. Thì khi mà mình đi đến quán ăn ở giữa biển Vĩnh Hy thì cũng có là tàu của quán là Hồng Nhàn là sẽ đưa rước mình, đưa qua bên đảo xong rồi đưa về. Thì bữa nay thì Song Hỷ sẽ cùng với anh chị là thưởng thức. Thì mấy lần trước là mình chỉ đi lướt qua thôi, không có đi sâu vào hoặc là ăn uống tại Vĩnh Hy. Thì bữa nay là mới được trực tiếp là đến đây. Bây giờ thì khu vực này thì hình như là sức chứa hình như cũng khoảng mấy ngàn người á, 1.000 người á. Là mình thấy là ở đây là rất là rộng. Và mình sẽ đi vào phía trong, tại vì mấy cái phía trong á là sẽ có những cái chỗ mà để gọng mấy cái con hải sản. Ví dụ như con này là con mực nè. Mực này là mực mực nang. Đó, to lắm. Nhưng mà nghe nói con này nó cắn. Ở bên đây là mực lá. Mực lá con này con lấy rất là to nha cả nhà. Kìa. Ồ, nhưng mà cái con này đã ha. Khi này mà mình bắt lên hình như là cái loại mực này là khi mà mình đụng nó nhẹ nó là nó sẽ bị đổi màu á. Wow. Nhưng mà em thấy cái con cá này nè. Nghe nó là cụ cá nhưng mà không biết là phải em này là cụ cá không hay là em này chỉ là mức vừa hết, nhưng mà thấy to lắm. Cái độ to của cái con này nè, nó cũng khoảng cũng 170 kg. Còn cái con cá này em nghĩ là không phải là không dưới 40 kg. Em thấy nó to lắm. Có cá mú bông, rồi cá mú này nữa, rồi cá mú bạch tạng nữa. Nói chung là cũng nhiều loại cá mú ở phía trong này. Thì cô ở đây cô gọng lại để cô nuôi vậy thôi, chứ cô cũng hình như là cũng không có bán mấy thịt. Bự ha. Thì
Thì nghe cô có chia sẻ khi mà gặp cô á, thì cô cũng có chia sẻ, cô nói là lúc trước á là cô chỉ là một cái quán nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà mỗi năm đều có một sự thay đổi nhẹ, nên là bởi bây giờ là cả nhà thấy là xung quanh là những chiếc bè càng ngày càng to ra. Wow, ui cái gì vậy, khi mà mỗi lần mà có tàu đi qua là cái bè mình cứ lắc lư nghe rột rạc luôn đó. Đây là hải sản nha, hải sản được để trong một cái khay này để mà chứa lại cho mình có thể mình lựa chọn. Cái này là hình là hào hương nhỏ, tôi nghĩ hào hương nhỏ. Hào hương to tôi thấy chưa đây. Hào hương to nằm ở đâu hả? Thấy con này là hào hương to hả? Con không sợ sao? Con không sợ con này sao? Con chọn cái gì? Nhưng mà nó to quá à. Au. Rất là to nha. Ui. Sợ không? Con sợ không? Mấy cái cây chọt người ta gì chèn. Ui. Trời ơi, cầu gai mà lấy cây chọt vô đó. Bây giờ Song Thủy sẽ đi vào trong để mình có thể khi mở lại Biển Vĩnh Thi, mình cũng có thể lưu lại những cái video mà mình đã đi từng đi qua đó. Cái này cũng là mực đen đó anh. Mực đen khổng lồ siêu to luôn đó. Ở đây người ta sẽ gọng vô mấy cái lưới như vậy, có nhiều kích thước để mình lựa chọn. Nếu mà đi gia đình hoặc là đi từng người cũng dễ lựa chọn đó. Do giờ này cũng hơi bị sập mặt trời ấy, nên là mình chắc mình không có thể là nhìn thấy rõ được cái phần mà nó ở dưới này á. Mà em thấy hình như là khu vực này là toàn là mực lá thôi, với mực nang thôi. Còn ở phía ngoài này thì sẽ có gì để mình ra mình coi thử. Đây. Hình như là mấy em này là đang xoay vòng nè. Đó, bơi vòng luôn. Sao kỳ vậy ta? Càng ngày là càng bơi càng nhanh nha. Ui. Càng ngày bơi càng nhanh chứ không phải là bình thường nữa. Hai mấy em cứ quay vòng xoay đều luôn. Wow. Ngộ ha. Ở đây thì khu vực mà tập trung của cô là toàn những cá giống như là cá bớp nè, rồi cá chim nè, rồi cá, rồi những cái loại cá mà cá chim, cái gì nè quên rồi, cái gì mà mình để bình thường nó lẩu cá bớp nè, đó cá bớp, rồi mực cũng có, ốc cũng có, rồi cái con đó là con ghẹ xanh, hầu như là rất là nhiều loại để mà mình nuôi trên này. Khi nào mình muốn ăn á, mình chọn, mình sẽ lựa từng con rồi sẽ ra món luôn. Cái này là gì em cũng thấy hình như là cầu gai đúng không? Con nhum thì nó bám theo cái hành lưới của mình đó. Nhưng mà em không nghĩ là khi mà mình đi đến Biển Vĩnh Thi á, cái màu biển nó rất là đẹp nha, trong xanh mà nhiều loại cá hải sản. Wow. Mấy em này đen ha, tại vì cái ánh nước của nó cứ bóng á, nên là mình nhìn chắc có thể là mình không rõ. Không biết phải con cá đấy không. Wow, bên đây cũng nhiều nè, nhiều loài cá nhỏ lắm. Ui, nè. Qua lại nè. Đó. Nó cứ đi theo bầy theo đàn á. Cẩn thận nha, để té nha. Wow. Đây nữa nè, hình như là nó bơi ngửa như vậy nè. Không, đang làm gì á, đang làm đồ ăn á. Thì ở đây thì Song Hỷ cũng muốn chia sẻ về cái biển Vĩnh Hy, có rất là nhiều làng bè rồi nhà hàng tại trên bè Vĩnh Hy, nhưng mà hôm nay thì mấy anh em là sẽ lựa nhà bè của Hồng Nhàn. Thì cô này thì mấy trước thì mấy anh chị cũng có chia sẻ rồi.
thì cô rất là dễ thương, nhiệt tình. Nên là Song Hỷ cũng muốn là quay lại những cái hành trình mà mình đi qua. Thì Hường thì sẽ có trên kênh của anh Phạm Dũng, nhưng mà Song Hỷ, riêng Song Hỷ thì muốn lưu lại những cái kỷ niệm hồi ức nó, thì mình sẽ lưu trong cái video của mình để sau này mình có thể mình xem lại những cái kỷ niệm mà mấy anh em có thể là cùng đi với nhau á. Ui, nhiều quá trời luôn á. Cái con cá này cá mú nè, nhiều lắm, nó đang tụ ở phía dưới nhiều lắm. Con đây là con ốc lê lửng. Quay con sò. Chị gì chờ cháy cháy máy đó. Thôi chết đó. Nó coi chừng nó ra. Hát kiểu lại trời. Có bay á. Trải nghiệm trên bờ là mình từ đi từ ở đất liền qua đảo mình trải nghiệm, còn không là mình có thể là thuê tàu du lịch để đi vòng vòng của khu vực biển để mình tham quan những làng bè rồi ăn uống tại những cái bè nổi như thế này. Thì lúc đầu thì Song Hỷ nghĩ, Song Hỷ thấy là những cái bè này đó nó giống giống như là một cái bè của miền Tây, còn gọi là làng bè Châu Đốc đó. Thì ở đây đặc biệt ở đây là sẽ nuôi những đánh bắt những cái hải sản đó. Còn sau khi mà mình ăn no nay xong trên bè thì mình cũng có thể một cái điểm để mình chụp hình là ở phía ngoài thì sẽ có những cái đồ mà xích đu này kia, hoặc là những cái ghế ngồi để mà mình có thể là mình chụp hình lưu lại những cái khoảnh khắc của mình khi mà mình đi du lịch đó. Đẹp ha, đủ màu sắc lắm. Ở đây cũng có một cái kiến nữa, nhưng mà nếu mà quay sẽ thấy gương mặt màu vĩnh kênh Caravan. Hôm bữa em nghe cô nói, cô mới chia sẻ là cô nói hôm bữa có cái ba bạn nào ngồi lên cái võng này mà bị đứt nè. Cái ba bạn đó là lọt xuống hai cái này luôn. Mà rất là tiếc vì vậy cái điện thoại là cũng bị ướt luôn, mà không biết sao mà ba bạn đó, nếu mà có coi clip của Song Hỷ thì xem nè, cái đây là cái võng mà cô vẫn để lại để mà làm kỷ niệm. Ba bạn chỉ biết diễn một lần duy nhất. Nhưng mà em nghĩ nếu mà độ sâu ở đây là bạn nào biết bơi là mới được á. Ôi nhưng mà sâu lắm, cỡ 2m hoặc 3m, tại vì mình có thể là mình nhìn được cái đáy hồ luôn á, cái đáy biển luôn đó. Đó, đây là tàu của cô nha, là để là Hồng Nhàn 07 đó. Cô thì cũng có là nhà hàng nè, khách sạn nè, rồi có thể là những cái dịch vụ của cô ở tại làng bè à, rất là thích. Thì video này xong thì cũng chia sẻ chút ít thôi, hy vọng là cả nhà sẽ luôn đồng hành với hành trình của mấy anh em trong suốt những ngày kế tiếp, để mấy anh em thì di chuyển từ ở Sài Gòn miền Nam đi từ đến Tây Bắc, thì để chờ đợi trong thời gian đó là chờ đợi anh Hải, để mà anh Hải có thể là xong công việc của mình thì mấy anh em sẽ họp với nhau để cùng đi khám phá ruộng
ruộng bạc hang, thu hoạch ruộng bạc hang hoặc là những cái cánh đồng lúa rất là đẹp nha. Đó. Còn bây giờ thì Song Hỷ sẽ đứng kế em cá này, em cá mũi nhọn. Đó. Video này Song Hỷ cũng xin phép tạm dừng tại đây. Hẹn cả nhà video sau. Nếu yêu thương Song Hỷ thì cho Song Hỷ xin một lượt like, một lượt đăng ký để Song Hỷ có thể phát triển hơn và quay những video mới hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.